Trang xin chào tất cả các con. Các con vừa lắng nghe bài hát Chú Khỉ Con. Vậy trong bài hát có nhắc đến bạn nào vậy nhỉ? Trong bài hát có nhắc đến bạn khỉ con đấy. Cô Trang cũng có một câu chuyện nói về một bạn khỉ con rất là ngoan và biết vâng lời của mẹ. Bạn khỉ con ngoan và vâng lời của mẹ như thế nào? Cô mời các con cùng lắng nghe câu chuyện Khỉ Con Biết Vâng Lời nhé. Vào một buổi sáng, khỉ mẹ dặn khỉ con đi xuống núi hái trái cây. Khỉ con mang theo giỏ và rong chơi trên đường đi, quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy thỏ đang đuổi bắt chuồn chuồn. Khỉ con cũng muốn rong chơi nên đã cùng thỏ chạy đuổi theo chuồn chuồn. Đến chiều về tới nhà, khỉ con không mang được trái cây nào về cho mẹ cả. Mẹ buồn lắm, mẹ nói với khỉ con. Mẹ thấy buồn khi con không nghe lời mẹ dặn. Bây giờ trong nhà không có cái gì để ăn cả, là tại vì con mãi chơi, không tìm trái cây đó. Khỉ con biết lỗi, cúi đầu xin lỗi mẹ. Thế là khỉ mẹ cõng khỉ con trên lưng đi tìm trái cây ăn cho buổi tối. Một hôm, khỉ mẹ bị trượt chân ngã, chân đau quá, không đi kiếm ăn được. Khỉ mẹ nói với khỉ con. Mẹ bị đau chân, đi không được. Con hãy tự mình đi kiếm trái cây để ăn nhé. Khỉ con nghe lời mẹ dặn, mang theo giỏ và chạy xuống núi tìm trái cây. Trên đường đi, khỉ con thấy bắp, bèn bẻ bắp. Và thấy chuối, khỉ con bèn bẻ chuối. Khi thấy thỏ đang đuổi bắt chuồn chuồn, khỉ con bèn tự nhủ. Mình không nên ham chơi, về nhà kẹo mẻ mông. Và thế là khỉ con đi về nhà. Mẹ thấy khỉ con về với thật nhiều là trái cây thì mẹ mừng lắm, mẹ khen. Khỉ con biết nghe lời mẹ thật là đáng yêu. Vậy là cô Trang vừa kể xong câu chuyện Khỉ Con Biết Vâng Lời rồi đấy. Trong câu chuyện, bạn khỉ con đã biết vâng lời mẹ, biết nhận lỗi khi làm sai và được mẹ khen đấy. Qua câu chuyện, cô mong rằng các con biết vâng lời ông bà, ba mẹ, và khi mình làm sai thì mình biết nói lời xin lỗi để trở thành một bé ngoan nhé. Cô Trang xin chào tạm biệt tất cả các con.